Xin chào anh em, chào mừng quay lại với kênh Xe Hay Tiếng Giàu của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho về dòng xe Honda Brio ạ. Chiếc xe Honda Brio sang tháng 5 này đang có chương trình khuyến mại như nào thì phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh Xe Hay Tiếng Giàu của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em phép đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda Brio bản RS ạ. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 448 triệu ạ. Sang tháng 5 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 436 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 12 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe Honda Brio bản RS này năm ấy nổi đang là 512 triệu, còn trả góp thì đang là 170 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 485 triệu, trả góp thì đang là 143 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang 503 triệu, trả góp thì đang là 161 triệu ạ. Còn một giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết máy như nào thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em, chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda Brio bản G ạ. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 418 triệu ạ. Sang tháng 5 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 406 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 12 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe Honda Brio bản G này năm ấy nổi đang là 479 triệu, còn trả góp thì đang là 160 triệu ạ. Còn là tỉnh thì là 452 triệu, trả góp thì đang là 133 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 470 triệu, trả góp thì đang là 151 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi vì giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lát xuống hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại sao quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để gửi lại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok, vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho hai phiên bản của chiếc xe Honda Brio là bản RS và bản G rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Honda cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam, để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh Xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.